sinh lý bây giờ thì phải nói là cũng là cái chuyện rất là phổ biến ở nam giới, đặc biệt là trong cái thời sống hiện đại, công việc áp lực, rồi là anh em thì uống rượu, uống bia, thuốc lá rất là nhiều, cho nên cái khả năng và tỷ lệ phần trăm yếu sinh lý thì đối với lứa tuổi trẻ thì ngày càng gia tăng. Cái sản phẩm Vavret Power One Hour này thì tôi thấy rằng đây là cái sản phẩm mới, thì cũng đã được nhiều người thông tìm thấy những trên thị trường và đã dùng sản phẩm này. Cá nhân tôi thì thấy rằng cái sản phẩm này là rất là nhiều cái đấng mày râu quan tâm và đã dùng và đã chia sẻ trên mạng xã hội, là thông tin rất là tốt. Sản phẩm này đặc tính là những cái đặc tính sinh học rất là thân thiện với lại cơ thể con người, từ chiết xuất từ những cái động vật hoặc những cây cỏ có tự nhiên, và cho nên là rất là thân thiện và có thể là dễ hấp thụ đối với cơ thể con người và đặc biệt là ít độc hại. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.